Xin kính chào quý ông bà, cha mẹ và các anh chị. Chương trình tin mừng hôm nay do giáo sư Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thực hiện gồm có chia sẻ tin mừng với cha Thomas Hào Quốc Dục, thánh ca tin tức công giáo, đọc truyện thánh Anselmo và cuối cùng là phần phóng sự về phong trào chạy bộ của giáo sứ trong tuần qua nhằm mục đích giúp đỡ người nghèo và mục vụ truyền thông. Sau đây xin kính mời quý ông bà, cha mẹ và anh chị cùng xem. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai cha đã ban cho ta sẽ đến với ta, và ai đến với ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Vậy ý của cha đấng đã sai ta là hết sự gì người đã ban cho ta, ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của cha ta là hễ ai thấy con và tin vào người thì có sự sống đời đời. Đó là lời Chúa. Hôm nay kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Trong bài phúc âm ngày hôm nay chúng ta được nghe Chúa nói: Vì ta từ trời xuống không phải làm theo ý ta, nhưng mà làm theo ý đấng đã sai ta. Chính Chúa Giêsu làm theo ý đấng Chúa Cha nên Ngài đã bị người ta đánh đập, Ngài đã bị người ta xỉ rủa, Ngài đã bị người ta giết chết. Thì đó cũng là con đường mà cho tất cả những ai muốn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa thì cũng phải đón nhận ý của Chúa Cha qua những thánh giá mà Thiên Chúa gửi đến trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta. Trong thực tế chúng ta thấy quả thực đó là điều rất là khó, thì chúng ta gặp thánh giá chúng ta chỉ muốn trốn tránh, chẳng muốn vác thánh giá theo chân Ngài. Ngày hôm kia chúng ta biết có vụ nổ bom như thế, thì có những người chúng ta biết là những người đó là những người chạy bộ hết năm này với tháng nọ, và chính vì họ có những sự cố gắng như thế nên họ mới gọi là được chạy trong Boston Marathon. Và khi mà xảy ra như vậy, một số người đã phải bị cắt chân của mình, và có một em 12 tuổi thôi cũng bị thiệt mạng như thế. Thì có những người mà khi mà họ phải đối diện với những nỗi đau khổ như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận điều đó được, khi mà những người đó gọi là bị những yếu tố đó xảy ra thì chắc chắn không ít thì nhiều họ thốt lên và la lên: Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại phải bị đau như thế này thay vì những người khác? Đó là những yếu tố mà chúng ta thấy. Và cách đây không lâu chúng ta nếu mà coi tin tức ấy, thì có một câu chuyện như thế này. Một trường học có mấy chục em đi gọi là đi picnic đó, thì một em trong tất cả các em đi xuống bơi, mà cũng chỉ 14, 15 tuổi thôi, bơi như vậy đó rồi bị chìm chết luôn. Và gia đình cảm thấy rất là đau khổ. Nếu mà chúng ta đặt vô trong yếu tố đó thì chắc chắn không ít thì nhiều chúng ta nói không thể chấp nhận được. Mà làm sao chúng ta có thể chấp nhận những điều đó khi những người thân của chúng ta bị đau thương hay là bị mất mát như vậy? Thiệt là khó chấp nhận. Và đó là điều mà chúng ta thấy trong đời sống Kitô hữu. Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy tới với Ngài và hãy kết hiệp với Ngài và hãy vác thánh giá theo chân Chúa. Như Chúa Giêsu đã làm theo thánh ý Chúa Cha như thế nào thì chúng ta cũng được mời gọi làm theo thánh ý Chúa Cha qua việc vác thánh giá theo chân Ngài. Khi chúng ta thấy bối cảnh của bài đọc 1 thì các người Kitô hữu thủ ban đầu bị thánh Phaolô bắt hại hết
gọi là ngài đi hết nhà này đến nhà kia, nhưng quan trọng là như thế này: các Kitô hữu thủ ban đầu các ngài không sợ, các ngài không sợ, các ngài tiếp tục nói về một Chúa Giêsu và là một Chúa Giêsu nóng đinh. Và sau này khi Phaolô đã nhận ra và biết Chúa là ai rồi, ngài đã thốt lên lời như thế này: tôi sẽ không có vân vang một điều gì khác ngoài trừ Đức Giêsu, mà là Đức Giêsu chịu đóng đinh. Và khi chúng ta sống trong mùa phục sinh như thế này, không biết quý bà anh chị em có cảm thấy những phép lạ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta biết tới với Chúa phát thánh giá theo chân ngài hay không? Khi chúng ta biết Chúa Giêsu sống lại, và đó cũng là niềm vui cho tất cả những ai khi kết hiệp mật chức với Chúa, một ngày nào đó cũng sẽ được sống lại và được vinh quang giống như ngài khi xưa. Mẹ Maria, chúng ta biết mẹ đã phải trải qua biết bao nhiêu nỗi đau trong cuộc đời của mẹ vì kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, nhưng mẹ sẵn sàng đón nhận tất cả những nỗi đau đó. Mẹ đã đứng dưới cây thập tự để cho tất cả mọi người chúng ta nhìn qua hình ảnh của mẹ Maria và bắt chước mẹ. Và ngày hôm nay Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy đến với Chúa, hãy kết hiệp với Chúa, và đặc biệt hãy tin vào Chúa, vì Chúa đã nói hễ ai tin vào ngài thì sẽ không bị mất nhưng được sống muôn đời. Chúng ta xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria ban ơn giúp sức cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn biết đón nhận thánh y Chúa trong cuộc sống của mình và luôn luôn biết vác thánh giá theo chân Chúa. Amen. Lãnh tụ giáo hội cầu cho hòa bình sau cuộc nổ bom ở Boston, Washington DC, EWTN News. Các lãnh tụ công giáo cầu nguyện và gửi lời an ủi đến những người lâm nạn trong vụ nổ bom ở Boston Marathon, đồng thời khuyến khích tín hữu cầu nguyện cho những người trong cuộc và các linh hồn đã tử nạn. Hồng Y Sean Pio Molly của Boston bày tỏ sự đau buồn sâu sắc sau những bạo lực vô nghĩa tại Boston Marathon, cùng lúc cầu cho những ai bị ảnh hưởng bởi vụ nổ bom, đặc biệt những ai bị thương, mất mạng hay mất người thân. Hồng Y nói thành phố Boston và cả Massachusetts chịu ơn những người đầu tiên cứu giúp các nạn nhân. Ngài ca ngợi thống đốc tiểu bang, thị trưởng và cảnh sát trưởng đã cho thấy tài lãnh đạo trong lúc cực kỳ khó khăn này. Ngài còn khuyến khích tín hữu bằng cách nhắc nhở rằng trong bóng đêm của thảm kịch, chúng ta hướng về ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô. Ánh sáng đã tỏ tường trong cuộc đời của những người cứu trợ các nạn nhân hôm nay. Hope offers prayers for victims, first responders in Boston, Vatican City, CNS. Pope Francis responded to the bombings in Boston by invoking peace for the souls of the departed, consolation for the suffering, and strength for emergency and medical personnel.
In a message sent to Cardinal Sean P. O'Malley of Boston, Cardinal Tarcisio Berto said Pope Francis was deeply grieved by the loss of life and grave injuries caused by the acts of violence perpetrated near the finish line of Boston Marathon, April 15. The explosions left three people dead, including an 8-year-old boy, and more than 140 wounded. Cardinal Berto, Vatican Secretary of State, sent the message on behalf of the Pope. The text was released by the Vatican on April 16th. In the aftermath of this senseless tragedy, His Holiness involves God's peace upon the dead, His consolation upon the suffering, and His strength upon all those engaged in continuing work of relief and response, the message said. Over 70% of Russians would like to see Pope Francis visit Moscow. Moscow, Asia News / Agencies. 71% of Russians would like Pope Francis to come on a visit to their country. This was revealed by a survey conducted by the Independent Levada Center, according to which more than half of citizens, 56%, sees the election of the new pope as an important event. The study reveals that 33% of respondents say they were not impressed by the news, followed by 35% of the people who instead admitted to having followed the election. 47% said they had heard something, while 18% completely ignored the fact. According to the poll, 29% of respondents described relations between the Russian Orthodox Church and Roman Catholic as friendly, while 40% were convinced that they must improve. Only 6% said that relations are already quite close, while for 2% they were even hostile. The survey revealed that 38% of Russians expect an improvement of relations between the two sister churches with the new papacy, while 15% believe that this is unlikely. The Vietnamese government continues to be an egregious violator of a broad array of human rights, said Representative Chris Smith, RNJ, during the opening remarks of the April 11th hearing. He observed that the U.S. government has named Vietnam as a second-tier offender in human trafficking, with labor abuses occurring with the government's complicity, as well as the sexual exploitation of low-income children. Smith said that he is deeply disturbed that the tier rankings, intended to identify governments that are complicit in human trafficking problems, are not being better utilized by our State Department to pressure Vietnam to correct the trafficking abuses occurring within its government, not to mention those in the private sector. Thánh Anselmo sinh tại nước Ý. Lúc còn nhỏ, Anselmo đã nghĩ đến việc đi tu làm linh mục, nhưng cha của cậu đã không đồng ý với sự ao ước này. Ông gửi con mình vào sống trong cung đình. Đời sống dễ dãi này đã làm cho Anselmo quên mất ơn gọi. Năm 1060, sau khi mẹ qua đời, Anselmo đi theo Lanfranc, là vị linh hướng rất nổi tiếng lúc bấy giờ, vào tu viện Benedictine. 3 năm sau, Anselmo trở thành tu viện trưởng và theo sự yêu cầu của cộng đoàn, ngài bắt đầu cho xuất bản những bài viết nói về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Anselmo cũng trở thành nhà giảng thuyết nổi tiếng. Trong tu viện, Anselmo nổi bật với các nhân đức, tài giảng dạy, tính kiên nhẫn và khả năng giao tiếp rất nhạy cảm với mọi người.
khi Lanfranc được chọn làm giám mục giáo phận Canterbury của Anh Quốc, Anselmo được bầu làm đức viện phụ. Và khi Lanfranc qua đời vào năm 1089, các giáo sĩ tại Anh liền xin Anselmo làm giám mục của họ. Rufus, vua nước Anh lúc bấy giờ, đã không chấp thuận chuyện này. Nhưng rồi một cơn bạo bệnh xảy đến khiến Rufus vì sợ xa hoài ngục nên chấp nhận cho Anselmo làm tổng giám mục Canterbury. Nhưng Anselmo lại khước từ cho đến khi Đức Thánh trao ra lệnh cho ngài phải chấp nhận. Khi vừa khỏi bệnh, Rufus lại trở lại con đường xưa, tức là tịch thu đất đai của giáo hội và tìm cách đưa người của mình vào làm giám mục. Anselmo khuyên các giám mục hãy trung thành với Đức Thánh Cha và bỏ qua một bên những cản trở của nhà vua trên những vấn đề của giáo hội. Thế nhưng, các linh mục và giám mục lại bỏ rơi Anselmo và kết quả là Anselmo bị bắt đi lưu đày. Sau khi Rufus chết trong một tai nạn săn bắn, Anselmo đã trở về lại nước Anh. Thế nhưng em của Rufus là Henry đệ nhất cũng muốn giành quyền bổ nhiệm giám mục. Thế nên khi Anselmo từ chối việc bổ nhiệm của nhà vua, ngài lại bị trục xuất và lưu đày tại Roma 3 năm. Sau đó, ngài về lại nước Anh và trong thời gian cuối của cuộc đời, Anselmo đã mạnh mẽ bênh vực cho đức tin. Năm 1720, giáo hội trao tặng ngài danh hiệu tiến sĩ hội thánh. Vào ngày thứ Bảy 20 tháng 4 vừa qua, giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp qua nhóm chạy bộ và một số anh chị em thiện nguyện đã tổ chức một ngày chạy bộ dài 5 cây số tại công viên Breckenridge nhằm mục đích trợ giúp người nghèo khuyết tật tại Việt Nam và hỗ trợ sứ mạng truyền giáo của giáo hội bằng phương tiện truyền thông. Ngoài mục đích trên, đây là lần thứ hai nhóm chạy bộ đã tổ chức chạy bộ marathon để mọi người trong giáo xứ có cơ hội sinh hoạt chung với nhau, xây dựng tình tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người, trong đó có các em thiếu nhi biết và hiểu nhau hơn. Hơn nữa, cũng giúp cho mọi người có được sức khỏe mạnh mẽ hơn về phần xác. Nói chung, đây là cuộc chạy bộ vừa giúp ích cho tinh thần của các anh chị em giáo dân có việc tham gia vào đời sống của giáo hội, và vừa giúp cho mọi người có được một thân thể tráng kiện hơn. Tham gia chạy bộ lần này có sự hiện diện của cha chính sứ, cha phó sứ, thầy Sáu Đạt và đại diện một số quý chức trong hội đồng giáo xứ và hơn 300 anh chị em. Nhỏ nhất là các em 6 tuổi và lớn nhất là có các bác cũng đã trên 70 tuổi. Cảm ơn Chúa đã cho mọi người có được một ngày trời trong xanh, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Chương trình được bắt đầu lúc 9 giờ. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận thấy sự hiện diện tích cực của một số anh chị em trong ban tổ chức đã đến rất sớm để chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay. Vì biết khả năng của các em, ban tổ chức đã cho các em ấu nhi và thiếu nhi chạy quãng đường với khả năng của các em, hầu khuyến khích tinh thần các em trong tương lai. Sau đó, những người còn lại đã cùng nhau chạy đoạn đường dài 5 cây số xung quanh công viên. Một trong những điều đáng chú ý là mọi người không chạy để dành cho được phần thắng, nhưng trong tinh thần gây quỹ giúp người nghèo tại Việt Nam, cho nên có những người đã nghỉ mệt
sau khi đi bộ được một quãng đường. Tuy nhiên, cũng có những người cố gắng hầu nâng tinh thần những người khác lên, và với tinh thần hiệp thông, sau 20 phút chạy bộ, nhóm các em thiếu niên đã về đến đích trước hết và đã được ban tổ chức trao tặng mề đay danh dự. Sau đó, mọi người đã lần lượt về đến đích và mỗi người cũng đều nhận được một mề đay cho sự cố gắng và tham gia của mình. Sau khi người cuối cùng đã về đích, mọi người đã cùng nhau tiến về phía lều để ăn nhẹ và hàn huyên tâm sự. Trong khi đó, các em thiếu nhi lại được tiếp tục có cơ hội sinh hoạt chung với nhau ngoài trời. Sau khi ăn, mọi người cùng quy tụ lại và trao giải thưởng cho các vận động viên đoạt giải ngày hôm nay. Trong đó có các giải cho các em thiếu nhi 6 tuổi, các em 10 tuổi, các bác cao niên và 3 giải cho nhóm người còn lại. Sau khi đã ăn uống, nghỉ ngơi, mọi người chuẩn bị ra về và chương trình được kết thúc lúc 12 giờ trưa. Nhận thấy tinh thần của anh chị em, ban tổ chức có đề nghị rằng sẽ tổ chức kỳ chạy marathon lần thứ 3 vào năm tới với những mục đích cao cả như trên. Với những sinh hoạt cụ thể như thế, chúng ta cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ thu hoạch được những hoa trái thiêng liêng cụ thể cho cuộc sống, để qua đó mỗi người được lớn lên về mọi phương diện của mình, bắt đầu là việc yêu mến Chúa và thứ đến là anh chị em của mình. Xin kính chúc quý ông bà, cha mẹ và anh chị luôn được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Cứu Thế và mẹ Maria, mẹ Hằng Cứu Giúp. Và xin hẹn gặp quý ông bà và anh chị trong chương trình kỳ tới. Maria, mẹ